nhà đài thông báo có thể phi nhung sẽ về việt nam hiện tại ca sĩ phi nhung đang được hồi sức tích cực tại bệnh viện lớn nhất tại mỹ vào sáng hôm nay bác sĩ chính điều trị cho phi nhung đã có cuộc phỏng vấn ngắn với phóng viên ông cho biết tình hình hiện tại của phi nhung không khả quan lắm nên chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì mọi người hãy chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra vào đêm qua ca sĩ phi nhung đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng như co giật các bác sĩ tại đây đã phải rất tích cực sử dụng các biện pháp sơ cứu để cứu sống Phi Nhung và cố gắng đưa Phi Nhung về trạng thái ổn định nhất. Đến sáng nay đã có dấu hiệu khả quan hơn nhưng vẫn chưa thể nói trước được điều gì bởi sức khỏe của cô ngày càng xấu đi. Giờ đây chỉ có thể cầu nguyện mong điều kỳ diệu sẽ đến với Phi Nhung. Cùng với đó, trên khắp mạng xã hội hiện nay đang rất hoang mang bởi thông tin ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống. Hàng loạt cộng đồng mạng liên tục để lại bình luận động viên, cầu nguyện cho Phi Nhung tài qua nạn khỏi và sớm xuất hiện trở lại trên sân khấu bằng da bằng thịt. Ngoài ra, quản lý Diễm Phạm cũng đã có động thái mới. Cô cho biết tối qua tôi nhận được thông tin từ bác sĩ mà rụng rơi. Dù đã sử dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến nhất, nhưng có lẽ các bác sĩ tại đây cũng đã cố gắng hết sức. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các y bác sĩ tại Mỹ. Vì đã ngày đêm cứu chữa cho Phi Nhung Bây giờ chỉ có thể dựa vào tinh thần kiên cường của Phi Nhung mà thôi Ngoài ra trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều Một bên cho rằng Phi Nhung không nên lừa dối khán giả Dẫn nên màn kịch đau lòng như vậy Như vậy là trái với đạo đức Bên còn lại lại cho rằng Dù ca sĩ Phi Nhung còn sống là may mắn lắm rồi Chúng ta hãy trân trọng điều đó Trước những lời qua tiếng lại như vậy Con gái Wendy vẫn không lên tiếng từ chối mọi cuộc phỏng vấn liên quan đến mẹ mình. Chỉ nói một câu duy nhất, cô sẽ có thông báo đến quý khán giả thông tin chính xác nhất và sớm nhất. Xin hãy đợi một khoảng thời gian nữa và hãy ngừng lan truyền những thông tin bị đặt, chưa được kiểm chứng. Phi Nhung luôn được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như bông Điền điển, phải lòng Con gái bến tre. Đi lên từ khó khăn, song bằng sự nỗ lực của mình, nữ ca sĩ từng bước chinh phục người hâm mộ bởi chất giọng ngọt ngào sâu lắng. Trong sự nghiệp nghệ thuật, giọng ca 7X được xem như là người tình sân khấu với Mạnh Quỳnh khi thường xuyên kết hợp ăn ý cùng nhau trên sân khấu. Wendy tiết lộ nguyên nhân phải giả dạ chết, vẫn còn sống là may rồi. Được biết vào sáng nay, các bác sĩ tại Mỹ đã vừa có thông báo đến toàn thể người hâm mộ của Phi Nhung rằng hiện tại sức khỏe của Phi Nhung đã có những chuyển biến rất tích cực cho thấy nhiều dấu hiệu hồi phục nhanh về thể lực cũng theo lời vị bác sĩ trưởng khoa cho biết nếu phi nhung tiếp tục hồi phục tốt như vậy thì khả năng cô sẽ được xuất viện sớm và những người yêu mến ca sĩ phi nhung sẽ sớm được nhìn thấy một cô ca sĩ phi nhung trên sân khấu bằng da bằng thịt nhưng vẫn có một vài điều khiến các bác sĩ tại đây chữa trị cho phi nhung vô cùng lo lắng đã thông báo trước với wendy rằng hãy chuẩn bị tâm lý bởi dù có tiến triển tốt nhưng hiện tại Phi Nhung vẫn đang hồi phục rất chậm và vẫn đang tiếp tục lọc máu. Lúc thì lên 100% hồi phục, lúc thì còn 10% sự sống. Đây cũng là điều khiến cho các bác sĩ tại Mỹ vô cùng lo lắng. Nhiều người cho biết dù sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung có ra sao thì họ vẫn rất vui vì nó chứng minh được Phi Nhung vẫn còn sống. Theo đó, phổi của ca sĩ Phi Nhung đã có những hồi phục rất đáng kể từ khi nhập viện. Con gái của Phi Nhung chia sẻ với toàn thể phóng viên rằng hiện tại cô đang rất vui vì sức khỏe của mẹ cô đang có những tiến triển tốt không cần phải can thiệp máy thở đây là một điều vô cùng kỳ diệu cũng theo nguồn tin khác cho biết cái chết của ca sĩ phi nhung chỉ là một vở kịch được lập ra sẵn một vị khán giả giấu mặt cho chúng tôi biết trước đó phi nhung được chuyển đến bệnh viện chợ rẫy trong tình trạng vô cùng nặng ngay sau khi biết được thông tin này con gái wendy lập tức nhờ nghệ sĩ việt hương nhanh chóng làm thủ tục đưa mẹ sang mỹ ngay trong đêm đó cô đã được về đến mỹ và mọi thông tin đều không được tiết lộ với người hâm mộ hiện tại thì việc phi nhung vẫn còn sống khiến nhiều người rất vui mừng và luôn để lại lời chúc mong cô sớm khỏi bệnh và quay trở lại sân khấu với mạnh quỳnh một người hâm mộ cho biết tôi là fan của phi nhung rất lâu rồi nghe tin ca sĩ phi nhung qua đời tôi thật sự không tin vào điều đó tôi vẫn hy vọng rằng cô vẫn còn sống mặc dù điều đó rất mong manh nhưng dựa theo những tin đồn gần đây thì tôi nghĩ đây chỉ là một màn kịch bởi trong việc này vẫn còn rất nhiều điều khó lý giải. Một số lưu ý kiến khác thì cho rằng Phi Nhung thật sự đã mất rồi, làm gì có chuyện sống lại, mà nếu có sống lại thì chỉ là trong giấc mơ mà thôi. Nhưng một số người tin vào những điều bí ẩn kỳ diệu thì vẫn tin rằng Phi Nhung vẫn đang ở một phương trời xa nào đó sẽ mãi mãi có một cuộc sống thật bình yên, tránh xa các thị phi của cuộc đời. Qua đó Wendy cũng cho biết thông tin mẹ phi nhung còn sống hiện tại vẫn chưa được công bố và một số nguồn tin cho biết mẹ đã phục hồi sức khỏe thực sự đây là những điều không đúng sự thật hiện tại mẹ tôi vẫn đang được điều trị tại một bệnh viện vô cùng nổi tiếng tại mỹ qua những lời chia sẻ của con gái wendy cũng đã cho chúng ta một chút hy vọng về sự sống của phi nhung nhưng đây cũng sẽ là một cú lừa thế kỷ dành cho những ai hâm mộ hay không hâm mộ phi nhung cuối cùng wendy cũng gửi lời nhắn nhủ đến khán giả rằng Mọi người hãy bình tĩnh trước thông tin này. Cô sẽ sớm có thông báo chính thức đến toàn thể bạn bè, đồng nghiệp và những người hâm mộ. Cũng theo bác sĩ đang điều trị cho Phi Nhung cho biết, những bác sĩ đang tích cực chăm sóc cho Phi Nhung giúp cô quay trở lại với cuộc sống bình thường. Hy vọng rằng những nguồn thông tin trên có thể đem lại thêm hy vọng cho người hâm mộ Phi Nhung. Một mai này cô sẽ quay lại sân khấu và cất tiếng hát những bài tình ca lãng mạn gửi đến cho quý vị và các bạn vào một ngày không xa. Và rất mong thông tin này sẽ là sự thật và những ai yêu mến ca sĩ Phi Nhung có thể tiếp tục được nhìn thấy một Phi Nhung rạng rỡ và đầy sức sống trên sân khấu. Lý do ba con nuôi của Phi Nhung trượt visa sang Mỹ hát cùng Mạnh Quỳnh Cách đây không bao lâu, bà chủ một trung tâm ca nhạc tại Mỹ tiết lộ đã lên kế hoạch mời ba con gái nuôi của Phi Nhung sang Mỹ thực hiện một tiết mục tưởng nhớ giọng ca bông điên điển. Tuy nhiên, trong buổi livestream, ba con gái nuôi của Phi Nhung là Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân cho biết đã có mặt tại Hà Nội để phỏng vấn xin visa theo diện du lịch, kịp sang ghi hình một ca khúc tưởng nhớ mẹ. Tuy nhiên visa của cả ba đã bị từ chối vì lý do dịch bệnh. Và cụ thể các con nuôi của Phi Nhung kể, trong lễ cúng thất 49 ngày của mẹ Phi Nhung, chúng tôi đã có mặt tại Hà Nội để phỏng vấn theo diện du lịch, nhưng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên visa bị từ chối ban đầu chúng tôi nghĩ rằng vì tình hình dịch đang diễn biến phức tạp nên sợ hồ sơ giấy tờ sẽ bị chậm trễ các chị em tính với nhau sẽ có phương án dự phòng và xin visa theo diện du lịch những lần trước chúng tôi đi lưu diễn thì đều có mẹ nhung lọt tất cả lần này không có mẹ nữa chúng tôi phải tự tìm cách nên có chút bối rối và lo lắng cho nên chúng tôi nghĩ visa lưu diễn bị chậm trễ thì vẫn còn visa du lịch mặc dù visa du lịch sẽ không được biểu diễn nhưng vẫn được ngồi ở dưới xem các anh chị biểu diễn và tưởng nhớ mẹ bên cạnh đó ca sĩ quỳnh trang chia sẻ thêm hiện tại cả ba đang đợi visa lưu diễn được duyệt nếu như trong trường hợp xấu nhất là không được duyệt chúng tôi không thể có mặt trong show thì ba chị em cũng sẽ có một món quà nhỏ để gửi đến quý vị được biết cả ba dự kiến sang mỹ để hát cùng mạnh quỳnh nhằm tưởng nhớ cố ca sĩ phi nhung quỳnh trang nói thêm rằng trong trường hợp không được qua mỹ kịp buổi diễn thì cả ba sẽ có một chuyến lưu diễn khắp nước mỹ vào dịp khác để tưởng nhớ cố ca sĩ phi nhung cùng ca sĩ mạnh quỳnh trao đổi thêm với phóng viên ca sĩ tuyết nhung cho biết hiện tại chúng tôi rất mong chờ visa lưu diễn nhưng phải mất vài tháng mới có kết quả được biết trong buổi lễ chung thất của cố ca sĩ phi nhung ba cô con gái nuôi vắng mặt khiến nhiều người bất ngờ sau đó quỳnh trang lên tiếng đính chính rằng họ phải ra hà nội để phỏng vấn xin visa sang mỹ